Những sao Việt nhận được của hồi môn khủng đủ để đổi đời. Rất nhiều sao Việt như Lâm Khánh Chi, Khởi My nhận được của hồi môn khủng trước khi theo chàng về dinh. Lâm Khánh Chi. Trước khi đám cưới diễn ra, Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ về của hồi môn cô nhận được từ bố mẹ đẻ là biệt thự 3 tầng tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh có giá 7 tỷ đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Theo thông tin Lâm Khánh Chi nghe ngóng thì nhà chồng sẽ chuẩn bị cho cô và ông xã một căn nhà riêng tại Vũng Tàu và chuẩn bị tất cả trang sức cưới hỏi. Mới đây, đám cưới của Lâm Khánh Chi đặc biệt gây chú ý bởi những món quà hồi môn siêu khủng. Khởi My. Trong lễ đính hôn, Khởi My được mẹ chồng trao vòng tay, kiềng cổ và cả bông tai bằng vàng. Đến ngày cưới, mẹ Khởi My cũng tặng lại con rể một chiếc kiềng vàng. Ngoài ra, trên cổ cô dâu cũng đeo rất nhiều dây chuyền và vòng tay bằng vàng khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Hải Băng. Nữ ca sĩ được gia đình chồng tặng rất nhiều trang sức bằng vàng, gồm dây chuyền, vòng tay trong lễ đính hôn với Thành Đạt. Thủy Tiên. Ngày cưới, ca sĩ Thủy Tiên được chồng và người thân trao cho rất nhiều trang sức có giá trị. Được biết, tổng giá trị trang sức giọng ca Giấc Mơ Tuyến Trắng Đường Dẫn trong ngày cưới lên tới gần 2 tỷ đồng. Trà My Idol. Ca sĩ Trà My được gia đình tặng của hồi môn bằng vàng trong ngày trọng đại. Ngoài ra, Trà My còn nhận được rất nhiều trang sức được thiết kế tinh xảo và có giá không hề rẻ. Hoa hậu Thu Ngân. Trong lễ thành hôn, Hoa hậu Thu Ngân được tặng nhiều vòng kiềng bằng vàng, nhẫn vàng. Đặc biệt, theo nguồn tin được biết, mẹ ruột Hoa hậu còn tặng cho con gái một chiếc nhẫn kim cương có giá sắp xỉ 1 tỷ đồng. Khi về tới nhà trai, gần chục chiếc kiềng vàng loại lớn trên cổ khiến Thu Ngân khá vướng víu, nên cô phải nhờ người thân tháo bớt vàng đi cất cho tiện di chuyển. Khánh Ngọc, mất hết tất cả sau ly hôn, trong đầu tôi lóe lên ý định tự tử. Giải nhất tiếng hát truyền hình 2004 bật khóc, kể lại quãng thời gian suy sụp vừa qua. Ca sĩ Khánh Ngọc tổ chức họp báo ra mắt album thứ 6 trong sự nghiệp, chiều 28 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 12 năm ca hát. Đây là lần đầu tiên Khánh Ngọc có cuộc gặp gỡ chính thức với báo giới. Nữ ca sĩ chia sẻ, năm 2004 đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình, thành phố Hồ Chí Minh xong, cô đầu quân về công ty nhạc xanh khoảng 5 năm. Suốt thời gian đó, cô chủ yếu có những cuộc gặp gỡ chung với các ca sĩ độc quyền khác của công ty. Sau khi rời nhạc xanh, cô hoạt động riêng lẻ. Cuộc sống và sự nghiệp có nhiều xáo trộn khiến cô chưa từng có một cuộc họp báo đúng nghĩa. Hơn nữa, cô chia sẻ thật. Trong 6-7 năm qua, cô không có tiền làm album nên không có lý do gì để họp báo. Tiết lộ này của Khánh Ngọc khiến nhiều người bất ngờ. Vì cô cùng Nhật Tinh Anh cùng được ví là cặp đôi sóng thần sau thành công của hit Vầng Trăng Khóc. Cá nhân Khánh Ngọc cũng từng rất ăn khách với bản solo Mộng Thủy Tinh. Những năm 2005 đến 2010, đi đến đâu khán giả cũng có thể nghe tiếng hát của Khánh Ngọc và cô cũng rất đắt xô cả trong nước lẫn hải ngoại. Chỉ trong vài năm ca hát, Khánh Ngọc đã mua được nhà riêng, xe hơi và tích góp được tiền tỷ. Khánh Ngọc rơi nước mắt kể lại những biến cố trong 7 năm qua khiến cô lao đao, mất phương hướng. Năm 2011, Khánh Ngọc lấy chồng, hai vợ chồng làm ăn nhưng thua lỗ mất sạch tiền, sinh con đầu lòng được một năm, vợ chồng cô bắt đầu làm thủ tục ly dị, lúc đó tiền mất, tình không còn, nhan sắc cũng không. Khánh Ngọc chỉ còn biết trông chờ vào giọng hát để đi cày, kiếm lại từng đồng để nuôi con. Thế nhưng cô đau đớn khi giọng hát không còn được như xưa. Việc băng quyết sau sinh khiến cột hơi của cô không còn, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, đi vài chục mét là thở hổn hển. Nữ ca sĩ buồn bã vì cô vào nghề bằng một giải nhất về âm nhạc mà lúc đó không thể hát nổi. Bầu xô chê, khán giả chê, Khánh Ngọc không còn tinh thần để làm việc. Tôi suy sụp hoàn toàn, trong đầu tôi lóe lên ý định tự tử. Chỉ là lóe lên thôi, sau đó tôi nghĩ mình còn đứa con. Con trai cần mình không thể ra đi như vậy. Khánh Ngọc bật khóc nhớ lại. Khánh Ngọc lao vào tập thể dục, tập yoga, đi tụng kinh Phật để ổn định tinh thần và sức khỏe. Sau đó cô quyết đi tìm lại cột hơi bằng mọi cách. Đến nhà thầy cô thanh nhạc để học. Sau một thời gian, giọng ca của Khánh Ngọc đã được cải thiện phần nào, dù không thể như trước. Nữ ca sĩ biết mình vẫn còn nhiều hạn chế trong giọng hát nên phải rèn luyện mỗi ngày. Khi ổn định lại mọi thứ, Khánh Ngọc có những cơ hội mới trong công việc. Cô dần tích góp được một số tiền để đổi nhà mới và làm album để trở lại với khán giả. Hạnh Phúc Nơi Nào gồm 10 ca khúc từng nổi tiếng qua giọng hát của cố danh ca Ngọc Lan được Khánh Ngọc làm mới lại. Nữ ca sĩ hâm mộ Ngọc Lan từ lâu,
nhưng không có ý định bắt chước cách thể hiện của đàn chị mà hát theo cảm nhận của riêng mình. Khánh Ngọc nói, những ca khúc trong album rất hợp tâm trạng, cảm xúc của cô. Khi thu âm bài hát chủ đề Hạnh Phúc Nơi Nào, cô đã bật khóc. Sau 4 năm ly hôn, Khánh Ngọc đã có những mối quan hệ mới, nhưng đến giờ cô vẫn chưa thực sự tìm được người yêu mình, vừa có thể thương con trai cô. Nếu bắt đầu với người đàn ông nào mà thấy không ổn, cô lập tức dừng lại. Với sản phẩm âm nhạc mới, Khánh Ngọc chỉ mong có được nhiều show diễn hơn, còn chuyện tình cảm thì cứ để tự nhiên. Đến chúc mừng Khánh Ngọc còn có người tình âm nhạc Nhật Tinh Anh, họ gắn bó với nhau được 12 năm. Năm 2005, hit Vầng Trăng Khóc giúp họ được khán giả yêu mến. Chứng kiến những sóng gió trong cuộc đời Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh rất thương cô. Nhật Tinh Anh nói, khi thấy Khánh Ngọc vội vã kết hôn, anh rất lo lắng, vì cái gì đến nhanh thì sẽ đi nhanh. Tuy nhiên anh vẫn mừng và mong cho cô được hạnh phúc. Song hạnh phúc này kéo dài không được bao lâu, thì nữ ca sĩ rơi vào khủng hoảng. Khi thấy Khánh Ngọc trở lại với album này, Nhật Tinh Anh vui cho cô và mong cô thật thành công. Quách Tuấn Du cũng là người đồng nghiệp rất thân thiết, luôn ở bên cạnh Khánh Ngọc khi cô gặp khó khăn. Hoài Lâm tỏ vẻ nguy hiểm khiến Trấn Thành lo sợ. Vụ Cát Tường và Hoài Lâm là hai khách mời bá đạo của Giọng Ải Giọng Ai diễn ra tuần này, khiến cho chủ nhà phải lo sợ. Ngày 30 tháng 12 thứ Bảy, Giọng Ải Giọng Ai tập 13 bất ngờ có sự xuất hiện của anh chàng ca sĩ điển trai Hoài Lâm. Anh dành tặng khán giả ca khúc Có Khi với chất giọng cao vút đầy nội lực. Đối đầu với nam ca sĩ trẻ là Vũ Cát Tường, cô nàng có biệt danh Mèo trình diễn ca khúc ngày hôm qua bằng phong cách sôi động, khoe vũ đạo cực mượt vì có mối quan hệ thân thiết. Hoài Lâm tự tin, tiến thẳng về phía đội Trường Giang mà không cần nghĩ suy, Vũ Cát Tường không còn cách nào khác là về cùng đội Trấn Thành. 7 giọng ca bí ẩn của tuần này sẽ lần lượt hóa thân thành nhân viên quay phim, nhân viên cửa hàng dụng cụ thể thao, thợ làm bánh, thợ vẽ henna, nhà thiết kế thời trang, người bán cua và nhạc công đánh trống. Trong suốt quá trình bình loạn, Vũ Cát Tường tỏ ra khá nhanh nhạy, nắm bắt khẩu hình và biểu cảm của thí sinh, đưa ra những nhận xét mang đầy tính xây dựng. Trong khi đó Hoài Lâm lại thường xuyên trầm ngâm, khiến Trấn Thành hồi hộp muốn lên cơn đau tim. Danh hài còn yêu cầu được truyền nước biển vì sự nguy hiểm của nam ca sĩ. Tuy nhiên giọng ca có khi giải thích, mình mang cung cự giải nên bị chậm, xin mọi người thông cảm. Tập 13 Giọng Ải Giọng Ai sẽ xuất hiện một thí sinh sở hữu chất giọng được Trấn Thành nhận xét là một trong những giọng ca hay nhất cả hai mùa Giọng Ải Giọng Ai. Màn trình diễn đầy cảm xúc của thí sinh khiến mọi người có mặt ở trường quay giàn giụa nước mắt. Thú vị hơn, nữ hoàng phá hit Thu Trang cũng tìm ra truyền nhân của mình. Nữ nghệ sĩ cùng giọng ca bí ẩn này đem đến một màn song ca bá đạo trên từng hạt gạo, khiến khán giả cười lăn cười bò. Lê Âu Ngân Anh quyết tâm xoán ngôi danh xưng Hoa hậu thị phi của Kỳ Duyên. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lê Âu Ngân Anh là chủ nhân của hàng loạt scandal, làm xôn xao trong dư luận, làm mất điểm trong lòng khán giả. Sau 2 tháng đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Lê Âu Ngân Anh liên tiếp gặp phải những scandal gây tranh cãi dữ dội. Cô làm người hâm mộ phải ngỡ ngàng, bởi lẽ tân Hoa hậu thường xuất hiện trên khắp các diễn đàn với những thông tin không mấy tốt đẹp. Mới đây, một đoạn clip trong buổi đấu giá áo dài từ thiện của một nhà thiết kế đã được dân mạng chia sẻ rộng rãi. Trong đó, Lê Âu Ngân Anh và doanh nhân Lý Nhã Kỳ là được chú ý nhất. Cụ thể, đoạn clip được cho là có nội dung Ngân Anh trả giá chiếc áo dài lên tới 700 triệu đồng, nhưng sau đó lại lật kèo vì màu sắc không phù hợp, muốn nhường lại cho đàn chị Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, sau đó Lý Nhã Kỳ đã mua lại với giá 300 triệu, tặng luôn lại cho Ngân Anh. Sau sự việc này đã có nhiều lời cay đắng dành cho cô nàng như lật kèo, trả giá cho sang miệng, chiếm ẩu. Khi sự việc xảy ra, người đẹp đã nhanh chóng phân trần lên trang cá nhân. Cô cho rằng clip đó cắt ghép và xuyên tạc sự thật. Cô không hề trả giá 700 triệu mà chỉ hy vọng sẽ có người trả được đến con số đó. Ngay đêm 28 tháng 10, khi ngôi vị cao nhất gọi tên là Âu Ngân Anh ở cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017, thì cũng chính là lúc chủ nhân Vương Miện ban tổ chức cuộc thi nhận phải vô số gạch đá, bởi lẽ khán giả cho rằng Ngân Anh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc cũng kém xinh hơn top 5. Tuy nhiên, từ phía đại diện cuộc thi vẫn một mực khẳng định tân hoa hậu có vẻ đẹp tự nhiên, không qua chỉnh sửa. Mọi thứ ngày càng cao trào hơn, đến mức cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ trắng đen về sự việc.
Chiều ngày 30 tháng 10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức gửi công văn số 756 đến Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, yêu cầu báo cáo toàn diện về công tác tổ chức vòng chung kết cuộc thi này. Có thời điểm Ngân Anh vướng phải nguy cơ bị tước cản vương miện vì những sai sót trong lúc tham gia cuộc thi. Sau nhiều lần làm việc, ông Phạm Cao Thái, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, Thanh tra đã gửi văn bản lên Bộ trưởng để báo cáo sự việc và phạt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 4 triệu đồng, nên ông Ngân Anh may mắn không bị thu hồi lại vương miện và danh hiệu. Bên cạnh đó, cô còn đụng chạm đến đàn chị Nguyễn Thị Thành xoay quanh sự việc về chiếc vương miện. Theo đó, cả hai cùng tham gia cuộc thi nhan sắc như nhau, nhưng Nguyễn Thị Thành lại bị thu hồi vương miện, còn cô lại không. Nói về việc này, Ngân Anh chia sẻ, "Tôi đã tháo mũi để dám can đảm dự thi, tự hỏi Thành có can đảm tháo răng để dự thi như tôi không, cho nên không thể so sánh tôi với Thành." Tuy nhiên, cô lại nhanh chóng lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn của mình. Giải thích cho việc này, Leo Ngân Anh cho rằng trong lúc trả lời báo chí, tâm trí của cô có phần không ổn định. Cô cũng cho hay mình đã gọi điện và đến tận nhà để xin lỗi Nguyễn Thị Thành về sự việc. Mọi thứ tưởng dần như dịu xuống, tuy nhiên sau mọi thứ, cô vẫn làm người hâm mộ thất vọng vì nhan sắc sau 2 tháng đăng quang. Leo Ngân Anh xuất hiện tại sự kiện với khuôn mặt vẫn cứng đờ, phần môi kém tự nhiên.